Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và giới thiệu tới cho quý vị dự án 7 căn nhà mới nhất thuộc Đông La, Hoài Đức, gần với trạm bơm Yên Nghĩa, sát với lại khu vực quận Hà Đông. Và với 7 căn nhà này thì đang trong quá trình hoàn thiện, và có 2 căn là đã hoàn thiện xong hết đường ngõ thực tế đây quý vị nhé. Đường ngõ thực tế ô tô vào tận cửa, và với thiết kế diện tích 30m², xây 5 tầng xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh từng căn, hồ sơ điện nước chuẩn chỉnh từng căn, 7 căn nhà 7 cuốn sổ đỏ riêng biệt. Với thiết kế rất là hợp lý, công năng sử dụng ok, và Ngọc Ánh sẽ quay một trong 2 căn này để cho quý vị. Ngọc Ánh sẽ quay căn này nhé. Với 7 căn nhà này, đây. Phần hoàn thiện chỉn chu xong hết rồi. Theo như hiện trạng, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay. Tầng 1 thiết kế phần cửa chính là cửa cuốn điện. Đấy, trước mặt thông thoáng. Thiết kế 5 tầng. Căn nhà này thì mặt tiền của nó là được gần 4,5m mọi người ạ. Với cái phần phong cách này, chủ nhà thiết kế lắp đặt chỉn chu cho quý vị về cái phần hoàn thiện đầy đủ hết hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Tầng 1 chủ nhà có lắp cho chúng ta một chiếc quạt trần, gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá, với lại cái phần không gian phòng khách đây, rất là hợp lý quý vị nhá. Đó, với có căn nhà này hoàn thiện xong hết rồi thì đây là gần như là căn mẫu để cho quý vị có thể tham khảo. Đây là cái phần ngoài ra là phần phòng bếp. Tầng 1 phòng bếp đây, thiết kế với cái 30m thì công năng sử dụng gọi là hợp lý thôi. Còn nếu như mà để chỉn chu hoàn hảo thì nó không hẳn, bởi vì mỗi người một quan điểm, mỗi người một nhu cầu. Với cái căn nhà này thì thiết kế 5 tầng được 3 phòng ngủ, còn tầng 1 phòng khách phòng bếp thực tế như thế này quý vị nha. Chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết rồi. Nói chung căn nhà này quý vị chỉ việc xách vali về và ở được ngay. Tầng 1 ngoài ra thiết kế phòng khách phòng bếp thì thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà cho quý vị. Đó, đầy đủ hết. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ngăn cách giữa phần cầu thang và cửa chính thì ở đây chủ nhà thiết kế cho chúng ta một vách CNC. Ngoài xin nói qua một chút về cái vị trí này thì quý vị đi làm phù hợp ở đâu? Quý vị đi làm có thể theo cái Hoài Đức này, Đại lộ Thăng Long, hoặc là theo cái trục đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Bởi vì cái căn nhà này quý vị cứ lấy điểm mốc trạm bơm Yên Nghĩa để Google Map rất là chuẩn luôn. Đó, và mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế giống hệt nhau, mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên trong theo kiểu master mọi người ạ. Với cái căn nhà này hướng nhà là hướng đông bắc mọi người ạ. Và đây, với cái thiết kế rất chỉn chu, trên phía phòng ngủ cũng được thiết kế đầy đủ hệ thống cửa sổ để lấy ánh sáng tự nhiên này, ống chờ, dây chờ áp, chờ điều hòa, cũng như là hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Phòng ngủ này tương đối là rộng, vuông vắn. Đó, thiết kế sàn gỗ. Và phần cửa thì thiết kế là cửa nhựa composite nha mọi người. Kiểu cửa theo kiểu thiết kế hiện đại, vân gỗ, siêu nhẹ. Đây là phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 2 cho quý vị. Đây, đáp ứng đầy đủ hết bồn cầu, hệ thống sen cây tắm, quạt hút mùi, lavabo. Và phòng vệ sinh này rất là rộng mọi người ạ. Đấy, mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như là tầng 2, tầng 3. Tầng 3, tầng 4 thiết kế nói chung 2, 3, 4 thiết kế giống hệt nhau quý vị ạ. Đó, rất là thoáng. Giá bán Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả cho quý vị để quý vị có thể tham khảo nhé. Với cái căn nhà này thì gần với lại trường đại học Fenica, cũng gần với lại bến xe Yên Nghĩa, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, và cũng gần với lại trung tâm thương mại Eamon Hà Đông. Bởi vì ngoài đã chia sẻ rồi, cái khu vực này nó giáp với địa phận Hà Đông cho nên đi lại cũng rất là thuận tiện. Đây là phòng vệ sinh tầng 3 sử dụng ở phần tầng 3 đây, rất là rộng. Đây mọi người ạ,
phòng vệ sinh có như thế nào. Nói chung là ngoài qua review cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 3, tầng 4, tầng 5 của ngôi nhà có như thế nào thì quay review chia sẻ cho quý vị để quý vị có thể cảm nhận rằng à, cái ngôi nhà này, cái tầm tài chính như vậy, cái thiết kế như vậy nó có phù hợp với mình hay không, nó có phù hợp với cung đường đi làm của mình hay không. Thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh để có thể được tư vấn trực tiếp và được đi xem nhà thực tế nhá. Mọi người theo em lên tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đang lên tới phần tầng 5 của ngôi nhà. Trên tầng 5 này, chủ nhà thiết kế cho chúng ta một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 tới lên tầng 5 đây ạ. Thực tế, gỗ. Đây là phần phòng thờ riêng biệt. Phần còn lại sân phơi rất rộng. Đây mọi người ơi, sân phơi đây ạ. Vị trí xung quanh thuận tiện, giao thông đi lại ổn á, giá bán hợp lý. Giá bán Ngọc Ánh để dưới phần bình luận cho quý vị nhé. Đây là phần tầng 5. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.